Xin chào quý vị và các bạn. Đến thời điểm hiện tại, khối không khí lạnh đã suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, cho nên nhiệt độ trên toàn khu vực Bắc Bộ tiếp tục tăng lên và trời ấm dần từng ngày. Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, toàn Bắc Bộ trời ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, với mức nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 15 đến 18 độ. Riêng vùng núi có nơi vẫn ở dưới mức 14 độ. Ban ngày thì nhiệt độ tăng dần và đạt mức từ 22 cho đến 25 độ vào trưa chiều, nên thời tiết khá ấm áp. Riêng khu vực Tây Bắc, các tỉnh như là Lai Châu hay là Điện Biên và phía Bắc Sơn La còn nắng nhiều hơn, nên nhiệt độ còn tăng cao trên ngưỡng 26 độ. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho mọi hoạt động thường nhật của người dân nơi đây. Ở khu vực Trung Bộ, ngày hôm nay vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, nhưng mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, cho nên thời tiết không cản trở đến sinh hoạt thường nhật của người dân. Dự báo trong 3 ngày tới, do không khí lạnh suy yếu nên mưa chỉ xuất hiện cục bộ ở các tỉnh Bắc và Trung Bộ trong thời đoạn ngắn, đồng thời thì nhiệt độ cũng tăng dần từng ngày. Ở phía Bắc khu vực, dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ trưa chiều ở mức 23 cho đến 26 độ. Các khu vực còn lại, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trong cả 3 ngày tới trời ít mưa, ngày có nắng với mức nhiệt độ chỉ khoảng từ 26 cho đến 29 độ, riêng Bình Thuận xấp xỉ 30 độ. Thời tiết nhìn chung khá ổn định và ủng hộ cho các hoạt động du lịch biển tại phía Nam của miền Trung trong những ngày nghỉ cuối tuần sắp tới. Ở phía Nam, đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô, cho nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như không có mưa, ban ngày trời có nắng, với nhiệt độ cao nhất ngày ở vào khoảng từ 26 cho đến 29 độ tại khu vực Tây Nguyên và dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ, có nơi đạt 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Đi cùng là độ ẩm không khí giảm thấp vào trưa chiều, phổ biến ở dưới mức 60%, cho nên người dân cần cảnh giác với nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, đặc biệt là tại những nơi đông dân cư như khu chợ hay là nhà tập thể. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, trong thời đoạn 3 ngày sắp tới, thời tiết tiếp tục ít mưa, tầm nhìn thoáng, gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Riêng vùng biển từ Ninh Thuận cho đến Cà Mau vẫn duy trì gió Đông Bắc ở mức cấp 6, giật trên cấp 6, gây biển động, cho nên tàu thuyền khi hoạt động tại khu vực này cũng cần hết sức lưu ý. Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, mưa rông có xu hướng tăng lên và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc, gió giật mạnh trong cơn rông nên không an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực. Như vậy là các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hừng nắng nên nhiệt độ tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng, còn ban ngày thì ấm áp. Trung Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ tăng dần, riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ trời còn rét về đêm và sáng trong ngày mai, còn Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa ngày nắng. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 16 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.